Thưa quý vị, bây giờ là chuyên mục quan điểm và bình luận. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga. Vì sao sự lừa gạt có hệ thống vẫn cứ mọc như nấm ở Việt Nam? Thông thường, sự sáng suốt và trung thực sẽ đi đôi với nhau. Và ở thái cực bên kia thì sự ngu muội và gian trá cũng thường song hành với nhau. Xã hội nào đưa sự sáng suốt và tính trung thực thành tính phổ quát cho toàn dân thì xã hội đó là văn minh. Còn ngược lại, xã hội nào đưa sự ngu dốt và sự gian trá trở thành tính phổ quát thì đó là xã hội mông muội. Sự văn minh không đo bằng thước đo thu nhập đầu người mà nó đo bằng những giá trị như vừa đề cập ở trên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thường là quốc gia giàu có thì quốc gia đó là văn minh. Để có sự sáng suốt thì phải có tri thức. Ở đây không phải chỉ là tri thức về chuyên môn, thứ tri thức về chuyên môn nó là giá trị tạo nên của cải vật chất cho xã hội và dùng để kiếm tiền cho bản thân. Nó hoàn toàn không xây dựng nên cái văn minh cho bản thân và đóng góp cho cái văn minh của cả xã hội. Văn minh là nói về vấn đề khác, đó là giá trị tích lũy tạo nên nhân cách con người, trong đó sự sáng suốt là một trong những giá trị nền tảng. Để có sự sáng suốt, điều cốt lõi là con người phải biết chấp nhận khác biệt. Biết chấp nhận sự khác biệt mới nhìn thấy vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau và từ đó có niềm tin vào sự đúng đắn. Biết chấp nhận sự khác biệt là tự trong nhân cách đã hình thành tính bao dung. Đấy là một giá trị nền tảng để tạo nên một xã hội nhân bản. Để có sự trung thực thì con người phải biết tôn trọng sự thật. Nếu lỡ sai lầm thì phải dám thừa nhận. Như vậy, nếu ai tập cho bản thân biết thừa nhận sai lầm thì tự trong con người đó cũng hình thành nên sự can đảm. Nếu cả xã hội biết tôn trọng sự thật mà có lòng can đảm thì ắt dân khí của quốc gia sẽ mạnh lên. Dân khí Việt Nam trăm năm vẫn chưa mạnh là vì dân tộc Việt Nam đang còn thiếu những giá trị như thế. Sự ngu muội là tin một cách thái quá vào những điều sằng bậy. Để con người tin vào những điều sằng bậy và cố chấp theo đuổi điều sằng bậy đó thì nền tảng là không biết chấp nhận sự khác biệt. Chỉ biết nghe những lời nói mùi tai rồi tự chấp nhận nó là chân lý đối với bản thân và với nền tảng không chịu lắng nghe nên con người ấy trượt theo niềm tin mù quáng một cách kiên định. Không biết tôn trọng chủ nghĩa đa nguyên thì con người không biết nhìn vấn đề ở nhiều góc độ, mà không biết nhìn ở nhiều góc độ thì họ sẽ không thể tìm ra sự thật. Nếu toàn xã hội mà theo một khuôn mẫu giáo dục như vậy thì xã hội ấy rất dễ bị dắt mũi bởi những trò lừa gạt, mà đặc biệt là lừa gạt có tính hệ thống thì có thể dắt mũi được toàn xã hội. Nói đến sự lừa gạt thì sự lừa gạt vĩ đại nhất đó chính là chủ nghĩa cộng sản. Nếu có lý trí thì con người sẽ nhìn ra ngay cái mục tiêu làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu của các mác là chứa đầy mâu thuẫn và từ đó phải biết nó là một thứ ước mơ không tưởng. Tuy nhiên, một mục tiêu mâu thuẫn như thế nó lại nảy nở và trở thành niềm tin mãnh liệt trong những xã hội ngu muội. Đó là nền tảng để bộ máy lừa gạt khổng lồ của Đảng Cộng sản vận hành trơn tru. Trong bộ máy nhà nước Cộng sản, nó chứa hai thứ quan trọng, đó là bộ phận lừa gạt và bộ phận đe dọa. Bộ phận lừa gạt chính là ban tuyên giáo, bộ thông tin và truyền thông và nền giáo dục nhồi sọ. Bộ phận đe dọa chính là công an và hệ thống tòa án. Chính nó không xem trọng việc thực thi công lý mà xem trọng trách nhiệm bảo vệ đảng, nên thay vì nó bảo vệ dân thì nó lại là hệ thống đe dọa sự an nguy của người dân. Có thể nói nhà nước Cộng sản là bộ máy lừa gạt khổng lồ nhất mà nhân loại từng có. Nó chỉ sống được trên nền tảng của một xã hội ngu muội để họ dễ dàng dắt mũi toàn dân. Sự ngu muội của xã hội được ví như là vùng đất tốt. Bộ máy lừa gạt của Đảng Cộng sản được ví như là loại cây đặc thù cho loại đất đó. Với loại đất này, một khi bộ máy lừa gạt của Đảng Cộng sản sống tốt, thì những bộ máy lừa gạt khác cũng mọc lên và sống tốt vậy. Vì chúng cùng sử dụng một loại dinh dưỡng mà. Nếu nói cây lừa gạt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cây đại thụ trong vườn, thì thần y Võ Hoàng Yên và đồng bọn cũng cùng loại như vậy, nhưng mà là cây con, vì họ cũng hành nghề lừa gạt mà. Nếu nói thần y Võ Hoàng Yên và đồng bọn sống tốt, thì bọn buôn thần bán thánh kiểu du lịch tâm linh cũng sống tốt vậy, vì họ cũng sống bằng cái trò lừa gạt lòng tin của người dân chứ có khác gì nhau đâu. Đấy là thực tế. Như vậy, nhổ Hoàng Yên này thì ắt về sau cũng sẽ có Hoàng Yên khác mọc lên. Hay dẹp chùa Ba Vàng thì chùa Tam Chúc cũng sẽ mọc lên vậy.
Không bao giờ mảnh đất này hết những cái trò lừa gạt mang tính hệ thống như vậy, bởi đơn giản mảnh đất ngu muội vẫn còn đó, cây đại thụ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn đó, thì những cái cây cỏ dại như Võ Hoàng Yên, như chùa Tam Chúc, chùa Ba Vàng, nó sẽ mọc lên ăn hôi phần dinh dưỡng thừa của cây đại thụ này. Như đã nói, sáng suốt và trung thực là một cặp song hành, nó thuộc về thế giới văn minh. Sự ngu muội và gian trá, nó cũng là một cặp song hành, song nó thuộc về thế giới mông muội. Ở Việt Nam, với ngu muội là nền tảng thì không bao giờ dẹp được sự gian trá cả. Chuyện lừa đảo dựa trên sự ngu muội nó không bao giờ hết, trừ khi cái chế độ lừa gạt vĩ đại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không còn nữa. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đấy, nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cái mõm vào đây, buộc chặt vào. Mấy vòng vào. Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Đây, cạnh đồng đội cũng học. Đấy, được rồi. Rò vào, lít vào. Không, không phải chưa sâu. Vào, tôi lấy thì nó đâu. Thì đúng chỗ đấy. Dao cụ thì sao? Nghiêng, nghiêng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông, chặt đi xong nó lấy lưới chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ thế tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ hứng nữa vào không mấy thì nó ra ngoài có tí tiết ra ngoài hết cho dao vào lách nó ra đấy dốc cái nhiều chốc nó ra đấy giờ bắt đầu nó còn thở.